Hello, ok thì lại là mình đây mọi người ơi. Thì như đã hứa và cũng có thông báo trước thì hôm nay mình sẽ đi review cái server mới nha mọi người. Đó là server có tên là Bot Thống Nhất nha. Đó là một server đặc biệt vừa mới ra mắt sáng ngày hôm nay thôi mọi người. 9 giờ sáng hôm nay ngày 30 tháng 4 đó, và hiện tại đang khoảng tầm gần trưa mọi người. Thì mình vừa mới tạo ra cái con server mới nè, và mình sẽ đi review full chi tiết về cái server mới đặc biệt này nha mọi người. Đó, là server bot thấp nhất nha. Ok, thì nó đặc biệt ở chỗ nào cũng như là free vật phẩm ưu đãi này kia ra sao thì bây giờ mình vào lên sẽ đi khám phá full chi tiết về server này nha. Đó, thì đầu tiên đây thì cái hoạt động này thì server đã có nha mọi người, 7 ngày này xin nhận luôn. Đó, thì ngày đầu tiên mình mới tạo xong mà, và hôm nay cũng là ngày đầu tiên ra mắt server mới này mọi người. Ok, và hoạt động đầu tiên đây là đăng nhập liên tục server mới mọi người. Đó, thì nhìn sơ qua thì em cũng đã thấy quá là nhiều đồ xịn đúng không? Thì đầu tiên là điểm danh này mọi người, ngày đầu tiên này. Đó, thì em sẽ nhận được full một cái set Akma nha. Đó, thì mấy server bình thường thì họ hết đại đa số là đều free set này mọi người. Đó, và được một cái thẻ đổi bét này, kim cương đăng nhập đây hồi 1, ngày 2 là thẻ đổi bét tiếp này. Nhưng mà qua tới ngày 3 này mọi người, đây anh em thấy một cái túi rất là lạ đúng không? Ok, thì đây chính là trang bị ảo diệu nha mọi người, ngẫu nhiên. Nên sẽ nhận free một cái trang bị của bộ game bao 3 tuổi nha mọi người, quá là xịn luôn. Đó, thì trong đây này nó có full trang bị trong đây nha mọi người, nên sẽ được nhận ảo diệu một cái. Đó, và ngày thứ tư lại quay lại với thẻ đôi bé này. Được một cái đầu hề sóc cơ mọi người, thì tại sao này nó đang cho đổi trong giới hạn nửa quà mọi người ở bên kia đó. Và ngày thứ năm thì lại đến với lại trang bị ảo diệu mọi người. Đó, như vậy là anh em đã được free hai cái rồi này, quá là xịn không? Quà đã khá là xấu mọi người. Ok, và ngày thứ sáu đó thì anh em sẽ được nhận thẻ đầu bếp đăng nhập lễ hội 6 này, và nhận được cái trang phục với lại cái khuôn mặt. Đó, vậy là full cái set hiền tóc cơ này nha mọi người. Ok, cái băng đáp này. Đó, thì chủ yếu cái hoạt động đăng nhập liên tục này nó ngon ở chỗ là có thẻ đồ bét này, rồi một cái free cái trang phục và hệ soccer mọi người. Đó, và ngon nhất đó là phát luôn cái trang bị game bao 3 tuổi này mọi người, của ảo diệu này. Ok, thì giờ mình sẽ đăng nhập luôn nha, mình sẽ nhận luôn này. Đăng nhập đâu một setup mà mở luôn này, kim cương may mắn mà vô luôn này. Ok, và nạp định mức cái server mới bên này nha mọi người. Đó, thì mấy server mới này đó thì nó ưu đãi là anh em chỉ cần nạp 20k cũng có một set đồ cam rồi này. Hoàng tử Totoro mọi người, tốc độ 100, tốc độ 80 chứ ta, tốc độ 80 mọi người. Thầy đồ bét này, rồi thầy đang thầy giáo nam thần mọi người, thầy đồ bét nữa này, tiếp qua tăng tốc các kiểu này 100k. Thì thời trang là công tử hồ hoa, tốc độ 100, 200k thì được một con thú cam, tức quả đã khả mà. Cái này thì một tí tầm cuối video mình sẽ update một cái thông tin nó cũng liên quan tới cái server hiện nay mọi người, nó có free cái tức quả đã khả luôn này. Và 500k thì em sẽ nhận một cái cánh cam tốc độ 120, tạo thắng sắc xuân à. Và cao nhất 1 triệu nên em sẽ nhận một cái sắc áo diệu nha. Vua này, 2 đô mét. Nạp lần đầu ngay. Và tới liên nạp nè mọi người. Đó. Nãy em có chat trước. Đây thì nó... nhà phát hành em cũng đã có thông báo trước rồi đó mọi người. Và mình cũng có nói trước ở trong cái clip review trước đó mọi người. Đó, thì cái... đây, cái item mới sẽ ra mắt trong cái... xem mà mới đặc biệt này mọi người. Là quà thời trang may mắn nè. Đó, thì anh em chỉ cần nạp 20k 20 ngàn mọi người, em sẽ nhận được một cái thời trang may mắn này ngẫu nhiên. Trong đây nó có đồ cam là 2 4 6 7 được 7 set mọi người, còn lại là 9 set đồ tím. Đó, khá là nhiều trong đây. Ok, từ đó thì anh em được nhận một cái nước giải khác như này, thì cái này anh em có thể đổi trong cái giới hạn được quà nha. 300 kim cương thì nhận một cái pháo hoa sôi động mọi người đây. Item mới này mọi người, đó là quà thuốc kỹ may mắn.
thuốc cam nha mọi người. Thì trong đây nó sẽ có 5 con thuốc cam. Đó. 300 nguyên cương thì với giá là 20 nhỉ. 60k mọi người. 60k nên sẽ được tất nhân phẩm cái quà thuốc kỹ may mắn này. Thì trong đây có vượng vàng, rồng dinh nham, mười thiền, kẹo này, rồi cái gì? Cân đấu văn hả? Rồi với lại cái con rồng nhỏ siêu quậy mọi người. Ok. 600 nguyên cương thì nhận được một cái rượu vang và một cái gì đây? Quả thời trang siêu cấp mọi người. Vậy là full hết ba cái item mới này, cái server mới này mọi người. Đó, thì quả thời trang siêu cấp thì trong đây nó sẽ full sẽ độ cao nha mọi người. Ok. Nên sẽ được nhận ngẫu nhiên một set. Trong đây như set nào cũng tốc độ 200 thì phải mọi người. Cái rượu vang. Đó. Thì ba đầu cổ đây mọi người, ba cái item mới này. Ok, và một cái 2 kim cương này em sẽ nhận được vũ khí thường viên nha. Và cái cánh quả trái vô liên, cánh cam, độ 120. 2 kim cương thì nhận được con tốc cưỡi rồng thần long này, truyền rồng rồi. 4 kim cương thì nhận con thuốc cam đó là súp thẻ tròn. 6 kim cương thì nhận một cái danh hiệu thẻ năm mới vui vẻ này. Và vũ khí trà sữa thanh châu. Full set trang bị chú hề nha mọi người. 8 kim cương thì em nhận được full set trâu vàng chúc tết này. 10 kim cương thì nhận một cái set đồ dành cho con tốc độ 100 và vũ khí siêu xịn hay là vũ khí lì xì. 10 kim cương thì với giá là 2 triệu nha mọi người. 25 kim cương thì nhận một full set hả? Đúng rồi, full set trang bị gần 32 tuổi và full cái set đồ sấm sét này nè mọi người. Đó, thành bẩm sinh vậy. Cái set này tốc độ là 260 nha mọi người. Sao để là không thể gia hạn ta. Nhưng mà trong khi đó là anh em sẽ được nhận bệnh viện mọi người. 30 kim cương thì em sẽ nhận được cái vũ khí đó là lưỡi sấm sét. Đó, trang bị thuộc khiết ngẫu nhiên. Ok, ta lấy đi với server mới này. 50 kim cương thì nhận con thuốc cam cao vàng. 99.999 kim cương. Một cái vũ khí ngẫu nhiên tháng 4 mọi người. Đây thì đua tốt server mới, server nào cũng có rồi. Còn này là hạng đua tốt nha mọi người. Này cấp thì phải. Cánh các kiểu trong đây. Này hạng thi đấu là đấu điểm nha. Ok, nên cần có kiếm cái danh hiệu này để tốt được. Có thể nhận được mấy danh hiệu nha mọi người. Hạng lượt chiến thì là được nhận con tâm một là thu hay là đâu không bảo. Một danh hiệu thần thiện xã các kiểu mọi người. Đó, tại đây có thể vào đây tham khảo nha. Hiện tại thì đồng tâm chiến đã quay lại. Còn bên server mới này cũng có nha. Ưu đãi giới hạn. Lương lao động này. Đấu trưởng X2 hôm nay là thứ 7 mọi người. Không quên may mắn. Giới hạn đạo quà này. Đó thì mấy cái vật phẩm này mọi người. Mấy cái đạo cụ này nếu giải khác thì em có thể đổi được vào riêng một cái vũ khí trong này. Pháo hoa dao động thì một cái set đồ. Set đồ tím mọi người. Và rượu vang thì đổi được một set đồ cam. Thẻ ôi ỏa với lại chỉ điểm nhân sơn nè. Rồi và thẻ đồ bét mọi người. Đây. Này cũng giống với lại mấy server kia thôi mọi người. Và nó không có cái thẻ đồ quả bên đây nha mọi người. Ok. Và tiếp theo là nạp liên tục này. Wow. Nào liên tục nàng này đã có thay đổi mới mọi người. Nó là đưa vô cái mảnh nổ hỏa luôn nè. Và chơi mảnh nổ hỏa luôn chắc nha. Và set kỹ năng đỉnh mọi người. Ngày đầu tiên em sẽ nhận 50 cái mảnh nổ này. Ngày 2 thì 60. Và ngày 3 là 70. Bảo chế phạm nạp mấy chủ này. Nếu có thể vào trong đây tham khảo nhận mấy danh hiệu này nha. Khiêu chiến hẹn giờ. Tôi vào thi đấu mà nhận lâu này. Tích lũy đập chân vàng không biết thể nhân vật mới tích lũy đăng nhập trận thắng thi đấu này. Có thì bên đây anh em sẽ nhận kinh nghiệm có này, rồi thẻ đeo bét bên dưới đây cũng có này. Và 100 trận thì anh em sẽ nhận một cái set đồ tím free là set đồ thỏ con này. Tốc độ là 45. Ok, và quà nạp này như với số lời cũng giống với số lời chính đúng không ta? Đó, quả vũ khí may mắn này 20k. 350 kim cương cũng nhận một cái quả vũ khí may mắn cao. 750 kim cương cũng vậy luôn nè. Và được X2 luôn mọi người.
một cái 5 kim cương thì qua thời gian siêu cấp, 3 kim cương, một cái gánh cam sẽ tăng chiến đấu. Ok, skin ngày lễ ưu đãi cưới thì cứ như vậy là xong nhé mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ làm một đại tiến nhận siêu cấp. Ok thì bây giờ mình sẽ tính chính thêm xem một số thông tin của server đặc biệt này nha mọi người. Đó, thì tổng hợp lại tí này làm cái server này đó đặc biệt là đăng nhập liên tục nè mọi người, đó là sẽ được free hai cái trang bị skin 33 tuổi nha, đó là bộ áo diệu này, được nhận cái thẻ đấu vest này các kiểu, và một cái trang bị full cái set đồ thời trang hệ soccer. Ok, còn về cái ưu đãi cày á một này kia thì nó cũng có nha, đó là trong cái đấu trường này đúng không ạ, đấu điểm thì anh em sẽ nhận được cái set đồ đó là thỏ con nha. Ok, cày trên 100 trận đó. Còn cái sự kiện mà ưu đãi này kia nó nạp này kia một người thì nó cũng có nhầm giá này kia cũng khá là rẻ mọi người đó, và cũng như mấy này mấy sự xuất hiện của mấy cái đạo cụ mới rồi y tế mới. Ok thì anh em cày cấp nha, thì với lại cái server này mọi người thì sau 7 ngày anh em cày cấp tới level 30, đã cấp level 30 thì anh em sẽ nhận được free một cái set đồ cam mọi người, tốc độ 200, đó là set đồ hiệp sĩ áo đen nha mọi người, và nhân vật nữ là công chúa váy lam. Ok, và kèm theo đó là được hai cái túi quà nha mọi người, một cái túi quà cái gì quên mất tiêu rồi gì à, đúng rồi, một túi quà siêu cấp và một túi quà bao ơ nha mọi người. Ok thì túi quà bao ơ này đây, mình còn thưởng nhau đây này, còn túi quà siêu cấp thì mình không thấy nhá, có trong đây, nhưng mà như trong túi quà siêu cấp là nó có gì ta, có cái đá thức tỉnh thì phải mọi người, nhớ không lầm. Còn cái set đồ hiệp sĩ áo đen này đây, mình sẽ cho anh em xem luôn. Mình chỉ nhớ được cái đầu với lại cái thân hồn này. Đây thì hiệp sĩ áo đen đúng không? Là cái trang phục trước này. Cái xuống dưới đây. Đây mọi người. Đó, hiệp sĩ áo đen này. Đây, cái thân của cái xe đồ đó này. Tốc độ 200 nha. Và cái đầu này. Cái đầu là như cái... Đây, cái tai này mọi người. Đó. Gấu mèo tóc 7, tốc độ 200. Đó. Còn cái khuôn mặt thì mình không rõ là cái khuôn mặt nào nữa mọi người. Thì cái đó là full cái set đồ hiệp sĩ áo đen nha mọi người. Còn nhân vật nữ là công chúa váy lam. Ok, như vậy là xong. Mình mới review full chi tiết xong cái server mới đặc biệt này nha mọi người. Thì server là bot thống nhất nha. Ok, thì anh em nào có muốn tính combat game này kia thì đây chính là một cái cơ hội cho anh em đó. Sẽ bởi quá là đặc biệt luôn mọi người, với ưu đãi khá là nhiều luôn, free này kia đúng mọi người. Nãy giờ mình review mình đã có nói rồi mọi người. Ok, thì có lẽ clip mình đến đây thôi nha mọi người ơi, cũng khá là dài rồi. Mình ốp đi một tí edit này kia rồi lên sóng kịp cho anh em xem chứ. Ok thì anh em nào xem đây thì đừng quên xuống cho mình xin một like nha, và để lại một lượt comment cứ tự bất kỳ bên dưới này, như tôi đang nói gì đó. Và nếu lần đầu đến với kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Ok, còn bây giờ thì tôi lại anh em ở clip tiếp theo thôi. Bye bye mọi người nha.